Xin mến chào tất cả quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh điện tử Tuấn Thắm Video. Ngày hôm nay em Tuấn sẽ giới thiệu chi tiết một chiếc đài Sony 715 dòng phễu to của của Thái Lan nhé, Made in Thái Lan. Đây là tổng quát của cái cây này ở mặt phía trước, còn khá là mới nhé, loa zin hết, chữ nghĩa là rất là đẹp. Để em quay sẽ quay gần cho các bác xem. Phần trên nóc rất là lành lặn, anten quay sách zin hết nhá. Phía sau rất là lành lặn, tem, đặc biệt là dây loa gần zin theo máy luôn nhá, rất là ok luôn. Sau đây em sẽ test qua luôn chi tiết chạy phần băng nhá, cửa A trước này. Phím phiếc rồi cửa băng còn rất là đều và sáng đẹp nhé. Tiếng rất là hay. Hai cửa băng chạy tiếng rất là ok luôn nhá. Tiếng rất là hay. Đôi loa phễu to này cho tiếng rất là ấm. Tiếp theo em test qua radio nhá. Và những cái nhân vật mà đóng rất là nét đúng không? FM chưa? Quý mến như người nhà. À vâng. Và thậm chí nó đã gieo. Là tất cả những ai mà chúng ta làm việc trong môi trường công sở, những người trẻ thì cái việc mà bị đau dạ dày. Rất là nét đúng không? Những ngày gần đây, người dân Hà Nội khi đi qua những... Ok. Đấy, trước này thì FM bắt rất là nét, đủ đài luôn. Nhưng mà AM thì tiếng rất là nhỏ nhá. Đấy, có một cái vấn đề đấy nên là giá cũng rất là hợp lý cho băng nào chốt cây này. Đặc biệt thì cái CD line-in thì tiếng tuyệt vời luôn. Đấy. Cho kết nối điện thoại máy tính cho ra chất âm rất là hay nhá. Đấy, đấy em sẽ test một cái liên khúc. À, chưa cắm. Ở đây chưa cắm rắc. Em sẽ cắm rắc vào lại nhá. Bác chờ em xíu. Quên chưa cắm cái rắc à. À, từ điện thoại vào đài rắc 3.5 các bác nhá. Đây, các bác cắm đằng sau đây. Tiếng rất là hay luôn. Cây này phễu to cho tiếng rất là hay. Equalizer hoạt động hoàn hảo hết nhá. À, đấy. Tiếng rất là ok. Loa phải, loa trái này. Ok, chiếc đài này em đang giao lưu với giá 2.100.000 đồng nhá. Bao ship cho các bác tặng một cuốn băng, một cái dây nguồn, một dây line in nhá. Giá cực tốt cho các bác, chốt cái cây đài này nhá. Chạy tốt hai cửa băng này, auto revert tốt này, FM là chạy ok, AM tiếng nhỏ và line thì tiếng rất là ok luôn nhá. Thì sau đây em sẽ quay tổng hợp một lượt cái đài đang còn ở bên cửa hàng em nhá. À, đây là cây 939 này, giá 5.500.000 này. GS 800 này. Cây này 6.500.000 nhá.
Con GBC này thì là giá 2 triệu. Đấy, còn cái dòng 1133 đang trong túi bóng kia thì là thấp, toàn là hơn 2 triệu một chiếc. Cái này là cây ba cây gậy, giá 3 triệu 7 hôm rồi em mới lên sóng nhá. Đấy, còn này là mấy cây 1133 em chưa giao lưu. Còn này là 37 em đang chơi nhá. Này là con Samsung này. Đấy, em quay một lượt TV đen trắng cho bác nào quan tâm TV đen trắng luôn nhá. Các bác hay góp ý với em là sau cuối cái video thì có thể quay qua một lượt cho các bác một số sản phẩm đang còn ở cửa hàng nhá. Trong kho của em còn rất là nhiều nhưng em chưa dọn được nên em cũng không quay nhá. Đây là cây Samsung 14 in vỏ gỗ nhá. Đấy, rất là đẹp. Cây này là giao lưu 4 triệu rưỡi này. Đấy, còn Samsung 359R của em thì còn 5 cây. 6 cây, bên này 3, bên này 3. Đấy, giá từ 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu nhá, tùy xấu đẹp. Đấy, tầng thứ hai là dòng Nationan vỏ đỏ 12 inch, con này 5 triệu rưỡi. Con này Nationan 12 inch màu trắng 5 triệu. Đấy, Việt Sinh này, cây này cũng 2 triệu rưỡi này. Inter Nationan này cũng hơn 2 triệu. Con này Nationan cổ 4 triệu rưỡi này. Vietronic hàng đen trắng này. Cuối đời đen trắng, bắt đầu chuẩn bị lên màu nhưng vẫn là đen trắng nhá. Đây, UHF VHF này. Cây này cực độc luôn, em chưa giao lưu nhá. Mấy bữa em sẽ giao lưu em quay lên. Dòng 359 này thì em cũng báo giá rồi đúng không ạ? Cây này là cây 17 inch của Samsung vỏ gỗ nhá. Hàng hiếm nhá. Cây này giá 5 triệu rưỡi này. Vietronic vỏ đỏ này, 2 triệu 6 này. Zin hết luôn, hoạt động hết nhá. Con này VDT thì em lên sóng rồi này. Con này hình như là 2 triệu 4 thì phải. Volta này 4 triệu rưỡi này. Tiền thân của LG này. Con này NEC màu này. Con này TV màu của Nhật nhá, Nhật nội địa. Cây này có 2 triệu rưỡi thôi. Đấy, ở dưới đây em còn một số dòng như là Beijing này, của China này. Con này rất là đẹp nhá, hai loa hai bên rất là hầm hố này. Giá cũng chỉ khoảng hơn 2 triệu thôi. QDT này, Ultra X này. Cây này cũng lên sóng rồi này. Đấy, International vỏ đỏ này. Đấy. Là đài thì ở bên em đang còn một số cái đài đang còn nhá. Con này là Panasonic 710 này. Bác nào chơi cây này tiếng rất là hay này. Giá hợp lý chỉ có 1 triệu 4 này. Cây này 710 à, ba cây gậy hôm qua lên sóng này 2 triệu 1 này. Đấy. PC 37 này. Con này 2 triệu rưỡi này. Nationan C42 này. Cây này 2 triệu 2 này. Zin hết luôn, rất là đẹp. Đấy. Còn cây này là GVC 3 số 2. Cây này 2 triệu 1 này. Đấy, còn một số hàng em đây là trên cửa hàng em nhé. Nếu 37 vừa về này, chưa dọn này, mới em lên sóng nhá. 37 CD này. 710 vừa về này, 1065 này. Còn rất nhiều hàng chưa, 515 này. Đấy, chưa dọn nên em chưa có quay. Thì một số dòng là bác nào thích 319 hàng nguyên đai nguyên kiện này. À ở đây có một con 1010 này. Đấy, auto revert này, con này cũng tiện, rất là đẹp này. Đấy, ở kho đằng sau nhà em thì đằng sau kia nhưng mà em chưa có dọn, em chưa quay lên nhá. Ok. Thì sau đây em sẽ chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn nhé. Bác nào chốt nhanh con này thì có thể chơi con này giá rất là tốt nhé. Có 2 triệu 1 thôi, bao ship tặng một cuốn băng. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại nhé.